Chào mừng các bạn đến với bản tin tuyển dụng của Gia Linh. Tôi là My, người đồng hành cùng bản tin tuyển dụng số 5 ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ mang tới cho các bạn 8 cơ hội làm việc tại Nhật Bản với mức lương và chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Mời các bạn chú ý đón xem. Đầu tiên không thể không nhắc đến 3 hot job thuộc dự án tuyển dụng của công ty Persol Panasonic. Đó là job 654, kỹ sư điện, điện tử làm việc tại Nhật Bản. Job 655, kỹ sư IT phát triển phần mềm web làm việc tại Nhật Bản. Và job 656, kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Bản. Khi chúng tuyển vào các dự án này, các bạn không chỉ được hưởng mức lương khởi điểm từ 23 man đến 30 man yên một tháng, mà các bạn còn có thể hưởng được rất nhiều chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn khác. Công ty sẽ đào tạo tiếng Nhật và tác phong làm việc trong doanh nghiệp Nhật Bản hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ 3 man yên một tháng tiền sinh hoạt phí trong thời gian các bạn tham gia đào tạo tại Việt Nam. Đặc biệt, trước khi sang Nhật, công ty còn tổ chức lễ tốt nghiệp và buổi gặp mặt gia đình các ứng viên để gia đình các bạn có thể hoàn toàn hiểu và yên tâm về cuộc sống cũng như công việc của các bạn khi các bạn ở bên Nhật. Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho các bạn có 1,5 năm kinh nghiệm và trình độ tiếng Nhật từ N4 trở lên. Là 3 vị trí cũng hấp dẫn không kém thuộc dự án tuyển dụng hơn 60 kỹ sư cơ khí điện làm việc tại Nhật Bản. Đó là job 638, kỹ sư thiết kế cơ khí làm việc tại Nhật Bản. Job 639, kỹ sư thử nghiệm đánh giá cơ khí làm việc tại Nhật Bản. Và job 640, kỹ sư cơ khí điện làm việc tại Nhật Bản. Với mức lương khởi điểm từ 21 man yên đến 30 man yên một tháng, cùng với những chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn như các bạn sẽ được đào tạo tiếng Nhật hoàn toàn miễn phí sau khi trúng tuyển, được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo luật của Nhật Bản, hay các bạn còn được hỗ trợ đến 60% chi phí tiền nhà, được tăng lương thường niên và được thưởng 2 lần một năm. Dự án hơn 60 kỹ sư cơ khí điện là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các bạn với trình độ tiếng Nhật tương đương N4 và có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên. Riêng với job 638, kỹ sư thiết kế cơ khí không yêu cầu kinh nghiệm mà các bạn chỉ cần có kiến thức về cơ khí và có thể sử dụng các phần mềm như CAD, NX, CATIA, SOLIDWORKS hay Inventor và các phần mềm CAD khác. Vị trí cuối cùng của bản tin tuyển dụng ngày hôm nay là cơ hội để dành cho các bạn tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật với trình độ tiếng Nhật là tương đương N4 trở lên và có mong muốn là các công việc liên quan đến ô tô. Đó là job 651, kỹ sư phân tích làm việc tại Nhật Bản và job 652, kỹ sư thiết kế ô tô làm việc tại Nhật Bản. Với job 651, kỹ sư phân tích làm việc tại Nhật Bản, các bạn sẽ đảm nhận những công việc phân tích ô tô như là phân tích kết cấu, va chạm, độ rung, chất lỏng với mức lương khởi điểm từ 25 man đến 40 man yên một tháng. Với job 652, kỹ sư thiết kế ô tô làm việc tại Nhật Bản, các bạn sẽ đảm nhận công việc thiết kế linh kiện ô tô với mức lương khởi điểm từ 23 man đến 35 man yên một tháng. Vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua 8 cơ hội việc làm tại Nhật Bản hoàn toàn miễn phí với những chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Nếu đây là cơ hội mà các bạn đang tìm kiếm thì đừng quên nhanh chóng ứng tuyển bằng 2 bước quen thuộc dưới đây. Bước 1, truy cập đường link của job mà bạn quan tâm được ghi ngay dưới một phần mô tả của bài viết này. Bước 2, ứng tuyển bằng cách tạo CV online và ứng tuyển ngay tại job mà bạn mới ứng tuyển. Hoặc các bạn có thể download CV mẫu của Vijalink, sửa CV, sau đó gửi về hòm mail apply.vijalink@gmail.com và các bạn nhớ ghi rõ mã công việc mà bạn muốn ứng tuyển nhé. Ngoài 8 cơ hội việc làm cực kỳ hấp dẫn vừa kể trên, các cơ hội việc làm khác Vijalink sẽ liên tục update trên fanpage, website và các bản tin tuyển dụng tiếp theo. Mời các bạn chú ý đón xem nhé. Còn bây giờ, mình xin khép lại bản tin tuyển dụng số 5 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tuyển dụng tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin tuyển dụng của Vijalink và chúc các bạn mong sớm tìm được công việc phù hợp với mình.